Chương 3 Người hay quên nhất thế giới. Sau khi đã gặp một vài nhân vật có bộ nhớ tốt nhất thế giới, tôi quyết định bước tiếp theo sẽ là tìm bộ nhớ tồi nhất để hiểu bản chất và ý nghĩa trí nhớ con người. Còn cách nào tốt hơn là xem xét sự thiếu vắng nó? tôi lại vào Google tìm kiếm người đối trọng với Ben Pritmore trong những cuốn sách kỷ lục về chứng quên và lục ra được một bài trên tạp chí khoa học thần kinh viết về một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm 84 tuổi đã nghỉ hưu tên là E.P. trí nhớ của ông chỉ kéo dài bằng với suy nghĩ gần nhất của ông ông là một trong những người mắc chứng quên trầm trọng nhất từng được ghi nhận vài tuần sau giải vô địch trí nhớ mỹ tôi gọi điện cho một nhà khoa học thần kinh và là chuyên gia nghiên cứu trí nhớ tên larry squire tại đại học california san diego và trung tâm y khoa san diego va hơn một thập niên qua squire đã nghiên cứu ep và ông đồng ý cho tôi theo trong chuyến thăm bệnh ở khu ngoại ô san diego nơi EP sống với vợ tại một căn nhà gỗ sáng sủa. Chúng tôi đi cùng Gen Frasino, điều phối viên trong phòng nghiên cứu của Squire. Cô thường xuyên thăm EP để làm các kiểm tra nhận thức. Dù Frasino đã đến nhà EP đâu khoảng 200 lượt. Mỗi lần ông ta đều chào cô như chào một người hoàn toàn xa lạ. EP cao 1m88 có mái tóc trắng rẽ ngôi rất chỉn chu và đôi tay dài khác thường ông trông đẹp lão thân thiện và nhân từ ông cười thật nhiều thoạt nhìn ông như thể người ông tốt điển hình của bạn frasino tóc vàng người cao như một vận động viên ngồi cạnh tôi và squire đối diện ep trong phòng ăn nhà ông và hỏi một loạt câu hỏi nhằm đánh giá hiểu biết cơ bản và nhận thức chung. Cô hỏi ông Brazil thuộc lục địa nào? Số tuần trong năm? Nhiệt độ sôi của nước? Cô muốn chứng tỏ điều loạt bài kiểm tra nhận thức đã cho thấy từ trước. EP có hiểu biết cơ bản về thế giới. IQ của ông là 103 và trí nhớ ngắn hạn của ông hoàn toàn không bị tổn hại ông kiên nhẫn trả lời những câu hỏi tất cả đều đúng với vẻ bối rối mà tôi tưởng tượng mình cũng sẽ như vậy khi một người lạ bước vào nhà tôi và sốt sáng hỏi tôi có biết nhiệt độ sôi của nước là bao nhiêu không ông sẽ làm gì nếu tìm thấy ngoài đường một phong bì dán kín có ghi địa chỉ và đã dán tem frasino hỏi à sẽ bỏ vào hòm thư chứ còn gì nữa ông cười và liếc nhìn tôi danh mãnh như muốn nói mấy người này nghĩ tôi ngu chắc nhưng cảm thấy tình huống đòi hỏi phép lịch sự ông quay lại frasino và nói thêm nhưng câu hỏi của cô thực sự thú vị thực sự thú vị đấy ông không biết mình đã nghe nó bao nhiêu lần rồi tại sao chúng ta nấu thức ăn vì chúng còn sống à? Từ sống rõ ràng từ máy ghi âm cho thấy sự bối rối của ông nhường chỗ cho nỗi hoài nghi. Tôi hỏi EP, ông có biết tên vị Tổng thống gần đây nhất không? Tôi e mình quên mất. Lạ thật. Cái tên Bill Clinton nghe có quen không? Tất nhiên tôi biết Clinton. Anh ta là bạn cũ của tôi là một nhà khoa học một người tốt tôi đã làm việc cùng anh ta anh biết đấy ông ta thấy mắt tôi trợn tròn ngạc nhiên và ông ngừng lại nghĩa là trừ phi anh đang nói đến một người khác cũng tên là clinton à ông biết đấy vị tổng thống gần đây nhất cũng tên là bill clinton thật vậy ư tôi sẽ ông vỗ lên đùi và lại cười nhưng không ra vẻ ngượng nghịu vị tổng thống gần đây nhất mà ông nhớ là ai ông mất một lúc để lục tìm trong bộ não xem nào đó là franklin roosevelt ông đã bao giờ nghe tên john f kennedy chưa kennedy à Hừm, tôi e mình không biết. Frasino xen vào bằng câu hỏi khác. Sao chúng ta nghiên cứu lịch sử? À, chúng ta nghiên cứu lịch sử để biết chuyện xảy ra trong quá khứ. Nhưng tại sao chúng ta muốn biết chuyện xảy ra trong quá khứ? Nói thẳng là, vì nó thú vị năm 1992. EP ngã bệnh. Khi đó có vẻ như ông chỉ bị cảm cúm nhẹ. Suốt năm ngày sốt ly bì trên giường bệnh mà không biết chắc mình bị gì. Lúc ấy trong đầu ông một loại virus nguy hại là herpes simplex đang gặm nhấm não ông. Ăn vào lõi nó như một quả táo. Lúc virus hoàn tất công cuộc phá hoại hai phần não to bằng quả óc chó trong thì thái dương giữa của bộ não EP đã biến mất. Cùng biến với phần lớn trí nhớ của ông. Con virus tấn công với sự chính xác kinh hoàng. Hai thủy thái dương giữa ở hai bên bộ não. Gồm cả hồi hải mã và các vùng lân cận cùng tạo nên một phép diệu kỳ là chuyển nhận thức của chúng ta thành trí nhớ dài hạn trí nhớ không thể thực sự lưu giữ trong hồi hải mã chúng nằm ở đâu khác trong những lớp nhăn ngoài bộ não tức phần vỏ não nhưng vùng hồi hải mã giữ chúng lại hồi hải mã của ep bị hủy và không có nó ông như một cái máy quay phim không có đầu ghi băng ông nhìn thấy nhưng không ghi lại được EP bị hai dạng mất trí nhớ. Chứng quên về sau. Antirograde, nghĩa là ông không thể hình thành trí nhớ mới và quên ký ức. Retrograde, nghĩa là ông không thể nhớ lại ký ức cũ. Ít nhất kể từ năm 1950, tuổi thơ của ông, thời gian làm việc trên tàu buôn, chiến tranh thế giới 2 vẫn còn sống động hoàn hảo. Xong đến giờ ông chỉ biết. Giá ga là 25 xu một ga lông. 3,78 lít. Và loài người chưa đặt bước chân nhỏ bé của mình lên mặt trăng. Dù EP đã mất trí nhớ hơn 15 năm qua và tình trạng của ông không xấu đi cũng chẳng tốt lên. Nhưng vẫn còn nhiều điều Squire và nhóm của ông hy vọng sẽ tìm hiểu được ở ông nghe có vẻ không ra sao nhưng trường hợp của ông kết quả cuộc thí nghiệm tàn nhẫn xong hoàn hảo của tự nhiên là một ân huệ lớn đối với khoa học trong một lĩnh vực có quá nhiều vấn đề căn bản chưa được giải đáp thì với một trí óc như của ep còn vô số những thí nghiệm có thể tiến hành thực ra trên thế giới chỉ có một nhúm ít ỏi những cá nhân khác mà hồi hải mã và các cấu trúc quan trọng lân cận bị khoét một cách chính xác mà không ảnh hưởng gì tới các phần khác của bộ não. Một ca khác bị mất trí nhớ nghiêm trọng khác là Clyde Waring. Nguyên là nhà sản xuất âm nhạc cho BBC. Ông bị viêm não do virus herpes năm 1985. Cũng như EP trí óc của ông giống như cái dây. Mỗi lần ông chào vợ đều như thể 20 năm rồi ông chưa được gặp bà. Ông gửi cho bà những tin nhắn thống thiết vào điện thoại cầu xin bà đến đón ông ở nhà điều dưỡng nơi ông sống. Ông viết một cuốn nhật ký chi tiết. Và nó đã trở thành một minh chứng hữu hình về nỗi đau đớn hàng ngày của ông. Nhưng thậm chí đến cuốn nhật ký ông cũng thấy khó mà tin được. Như mọi chuyện khác trong đời sống của ông vậy, vì nó hoàn toàn xa lạ. Mỗi lần mở nó ra ông lại có cảm giác như đang đối mặt với một cuộc đời trong quá khứ. Nó đầy những đoạn viết như thế này. 8 giờ 31 phút sáng. Giờ mình thực sự hoàn toàn tỉnh rồi. 9 giờ 06 phút sáng. Giờ mình tuyệt đối tràn trề tỉnh táo rồi. 9 giờ 34 phút sáng. Giờ mình tỉnh táo cùng cực rồi. Những dòng bị gạch ngang cho thấy ông biết tình trạng của mình. Và điều này EP lại thiếu. Có khi thế lại là may mắn cho ông. Ngồi đối diện nơi bàn. Squire hỏi EP trí nhớ của ông gần đây ra sao? cũng bình thường, thật khó nói là tốt hay xấu. Cổ tay trái của EP đeo một cái vòng kim loại để nhắc nhở. Dù biết rõ nó dùng để làm gì, tôi vẫn hỏi ông. Ông quay xuống nhìn cổ tay và đọc hững hờ. "Hừm, nó nói trí nhớ bị mất." EP dường như còn không nhớ ông bị trục trặc trí nhớ đấy là điều mới mẻ mà ông phát hiện ra vào bất kỳ giây phút nào và vì ông quên rằng mình luôn quên mỗi ý nghĩ mất đi dường như chỉ là một sai lầm vặt vãnh một sự khó chịu và không hơn cũng như cách nó gây ra cho bạn hay cho tôi đầu óc của ông ấy không có sai lạc gì hết thật phúc đức như vợ ông bà beverly bảo tôi sau đó. Trong khi EP ngồi trên ghế. Ngoài tầm nghe thấy. Tôi đồ rằng ông ấy hẳn biết có chuyện gì đó không đúng. Nhưng không thể hiện trong những lúc trò chuyện hay trong cách sống của ông ấy. Nhưng sâu thẳm. Ông ấy hẳn phải biết. Chắc chắn thế. Khi nghe những lời ấy tôi dây dứt nhận ra không phải chỉ trí nhớ bị mất không thôi mà còn nhiều hơn thế. Ngay cả vợ EP cũng không thể tiếp cận những cảm xúc cơ bản hay suy nghĩ của ông ấy nữa. Thế không có nghĩa ông ấy không còn cảm xúc hay suy nghĩ. Từng giây phút một ông đều có. Khi hay tin về những đứa cháu chào đời. Đôi mắt EP lại rớm ướt. Và ông lại quên ngay rằng chúng tồn tại song vì không có khả năng so sánh cảm xúc ngày hôm nay với cảm xúc hôm qua ông không thể kể một câu chuyện liên tục về bản thân hay về những gì xung quanh và do đó cũng không thể bồi đắp chút chất liệu cảm xúc nào dù là cơ bản nhất cho gia đình và bạn bè sau hết ep chỉ có thể quan tâm thực sự đến ai hay điều gì chừng nào ông còn có thể duy trì được sự chú ý bất kỳ ý nghĩ nào chơi xỏ làm ông phân tán sẽ khiến cuộc đối thoại quay lại từ đầu một mối quan hệ có ý nghĩa giữa hai người không thể tự nó duy trì chỉ trong thời khắc hiện tại kể từ sau trận ốm không gian tồn tại của ep chỉ ở trong phạm vi mắt ông nhìn thấy đời sống xã hội của ông chỉ gói gọn trong những người trong phòng ông sống dưới một khoảnh sáng hẹp còn lại là bóng tối bao quanh. Vào một buổi sáng bình thường, EP thức dậy, ăn sáng, và quay về giường nghe đài. Nhưng khi quay lại giường, thì ông không rõ mình vừa ăn sáng hay là vừa tỉnh giấc. Thường thì ông sẽ ăn sáng lại, và quay về giường để nghe đài tiếp. Có những hôm, ông ăn sáng đến lần thứ ba. Ông xem tivi phấn khích từng giây. Dù có chút phiền toái khi xem những chương trình có mở đầu. Đoạn giữa và kết thúc rõ ràng. Ông thích kênh lịch sử. Hoặc bất kỳ chương trình nào về chiến tranh thế giới 2. Ông đi bộ xung quanh nơi ở. Thường là vài lần trước lúc ăn trưa. Và đôi khi đi tận 45 phút. Ông ngồi trong sân. Ông đọc báo hẳn sẽ giống như bước ra từ cỗ máy thời gian. Iraq ư? Internet ư? Lúc EP đọc xong đầu đề. Ông thường quên ngay đoạn đầu là gì? Thường sau khi đọc tin thời tiết. Ông nguệch ngoạc lên tờ giấy. Vẽ dâu lên những bức ảnh hoặc mò tìm cái thìa. Khi xem giá nhà trên trang bất động sản. Lúc nào ông cũng tỏ ra rất sốc không có trí nhớ ep hoàn toàn thoát ra khỏi thời gian nhận thức của ông không thành dòng mà gồm những giọt nhỏ bốc hơi tức thì nếu bạn lấy chiếc đồng hồ khỏi tay ông hay tàn nhẫn hơn thay đổi giờ ông sẽ hoàn toàn mất hướng bị mắc kẹt trong ngục tù của thời hiện tại vĩnh cửu giữa cái quá khứ ông không thể nhớ và cái tương lai ông không thể suy tính trước ông sống một cuộc đời bất động hoàn toàn thoát khỏi muộn phiền lúc nào ông cũng vui vẻ rất hạnh phúc tôi đoán là bởi ông không có mối lo lắng nào trong cuộc sống con gái carol của ông nói cô sống gần đó trong bệnh quên mãn tính EP đã đạt được một dạng khai sáng bệnh lý. Một miền cực lạc của lý tưởng Phật giáo về sự sống hoàn toàn trong hiện tại. Ông bao tuổi rồi? Squire hỏi ông. Xem nào! Năm chín hay sáu mươi gì đấy? Anh hiểu ý tôi mà. Ông nói. Lông mày nhếch lên vẻ đăm chiếu. Như thể ông đang tính toán chứ không phán đoán. Trí nhớ của tôi không hoàn hảo. Nó khá tốt, nhưng đôi khi người ta hỏi tôi những câu tôi không hiểu. Tôi chắc đôi khi anh cũng vậy. Chắc chắn rồi." Squire nói nhã nhặn, dù tuổi thực của EP đã gần thế kỷ. Không có thời gian sẽ không cần trí nhớ, nhưng không có trí nhớ liệu có tồn tại cái gọi là thời gian không tôi không muốn nói thời gian theo nghĩa như các nhà vật lý nói về nó chiều thứ tư biến số độc lập là khối lượng bị nén lại khi tiệm cận vận tốc ánh sáng ý tôi là thời gian theo tâm lý học là nhịp độ mà chúng ta trải nghiệm những sự diễn ra trong đời thời gian là một ý niệm của tâm trí nhìn EP vất vả tính tuổi của mình. Tôi lại nhớ đến một câu chuyện Ed Cúc kể về nghiên cứu của anh ta ở Đại học Paris. Khi chúng tôi gặp nhau tại giải vô địch trí nhớ Hoa Kỳ. Tôi đang nghiên cứu việc kéo dài thời gian chủ quan. Để tôi cảm thấy mình sống lâu hơn. Ed lấm nhầm nói với tôi ngay trên lề đường phía ngoài trụ sở con Ed điếu thuốc lá nhảy nhót trên miệng anh ta ý tưởng là để tránh cảm giác ta có mỗi khi cuối năm và cảm thấy kiểu năm vừa rồi trôi đi chỗ quái nào nhỉ rồi anh định làm thế nào tôi hỏi bằng cách nhớ nhiều hơn bằng cách tạo cho đời tôi nhiều điểm nhớ theo thời gian bằng cách làm cho tôi nhận thức rõ hơn về thời gian trôi qua Nghe hoàn toàn hợp lý. Tôi nói. Và bảo anh ta rằng kế hoạch của anh ta làm tôi nhớ đến đan ba. Viên phi công trong tiểu thuyết cách. 22 của Joseph Heller. Nhân vật này lý lẽ rằng thời gian trôi như bay lúc ta vui. Và cách chắc chắn nhất để cuộc đời trôi chậm lại là làm cho nó càng tẻ nhạt càng tốt. Ad nhún vai hoàn toàn ngược lại đấy chúng ta gói ghém cuộc đời với càng nhiều ký ức thì thời gian dường như càng trôi chậm hơn những trải nghiệm chủ quan của chúng ta về thời gian biến đổi rất mạnh chúng ta đều biết rằng ngày có thể trôi đi dài như các tuần và các tháng có thể giống như năm và điều ngược lại cũng có thể đúng một tháng hoặc năm có thể co lại thành như không hề có cuộc đời của chúng ta được tạo dựng từ ký ức về các sự kiện sự kiện x xảy ra ngay trước kỳ nghỉ lớn paris tôi đang làm việc y vào mùa hè đầu tiên sau khi tôi học lái xe z xảy ra vào ngày cuối tuần sau khi tôi kiếm được việc đầu tiên chúng ta nhớ các sự kiện bằng cách đặt chúng trong mối tương quan về thời gian với các sự kiện khác cũng như chúng ta tổng hợp những ký ức về các sự kiện bằng cách kết nối chúng vào một mạng lưới. Chúng ta tổng hợp những trải nghiệm trong đời bằng cách nhập chúng vào một mạng lưới những ký ức theo trình tự thời gian. Mạng lưới càng dày đặc thì trải nghiệm về thời gian càng dày đặc. Luận điểm này được minh chứng rất rõ bởi Michel Cifre, một chuyên gia thời sinh học, chronobiologist người Pháp. Ông nghiên cứu mối quan hệ giữa thời gian và các cơ thể sống. Ông đã thực hiện một trong những hành vi tự thí nghiệm đặc biệt nhất trong lịch sử khoa học. Năm 1962, cipher dành hai tháng sống hoàn toàn cô độc trong một cái hầm dưới đất. Không có đồng hồ, lịch, và không thấy mặt trời. Ngủ và ăn chỉ diễn ra khi cơ thể bảo ông làm như vậy ông muốn tìm xem nhịp tự nhiên của đời sống con người sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi sống ngoài thời gian rất nhanh chóng trí nhớ của cipher bị suy giảm trong bóng tối thê lương hết ngày này nối sang ngày khác thời gian trở thành một chuỗi liên tục không thể phân biệt không có ai để chuyện trò và không có nhiều việc phải làm không có gì mới để gây ấn tượng lên trí nhớ của ông không có mốc đánh dấu để ông có thể xác định thời gian trôi qua có lúc ông không còn nhớ điều gì xảy ra thậm chí vào ngày hôm trước trải nghiệm trong sự cô độc đã biến ông thành ep khi thời gian bắt đầu nhòa đi ông trở nên mất trí thực sự không lâu sau cơ cấu giấc ngủ của ông bị phá vỡ có những ngày, ông thức đến 36 tiếng liền. Những ngày khác là 8 tiếng. Ông không thể nhận ra sự khác biệt. Khi nhóm hỗ trợ trên mặt đất xuống tìm ông vào ngày 14 tháng 9. Theo dự tính là ngày kết thúc thí nghiệm. Thì trong nhật ký của ông lúc đó chỉ mới ngày 20 tháng 8. Ông nghĩ rằng chỉ mới một tháng trôi qua trải nghiệm của ông về tốc độ trôi của thời gian đã nén xuống hai lần. Sự đơn điệu làm thời gian co lại. Sự mới mẻ bung mở ra nó ra. Bạn có thể rèn luyện hàng ngày. Ăn uống lành mạnh và sống lâu nhưng lại trải nghiệm một cuộc đời ngắn ngủi. Nếu bạn dành cả đời ngồi trong một căn phòng nhỏ và duyệt qua giấy tờ, ngày này sẽ lẫn lộn nhạt nhòa với ngày tiếp theo và biến mất vậy nên mới thấy tầm quan trọng của sự thay đổi thói quen hàng ngày và đi nghỉ ở nơi xa lạ và có càng nhiều trải nghiệm mới càng tốt để níu giữ những ký ức tạo ra những ký ức mới sẽ kéo căng thời gian tâm lý học và kéo dài nhận thức của chúng ta về cuộc đời William James lần đầu tiên viết về sự co rút kỳ lạ của thời gian tâm lý học trong cuốn sách Nguyên tắc tâm lý học năm 1890. Thời tuổi trẻ, chúng ta có thể có một trải nghiệm tuyệt đối mới. Chủ quan hay khách quan? Từng giờ trong ngày, sự băn khoăn rất rõ rệt. Sự níu giữ thì mạnh mẽ và những hồi tưởng về thời gian đó như hồi tưởng về một thời kỳ trải qua trong chuyến du hành thú vị và chớp nhoáng là những thứ phức tạp phong phú và dài lâu ông viết nhưng mỗi năm trôi qua lại chuyển một số những trải nghiệm này thành thói quen vô thức mà chúng ta gần như không hề chú ý đến trong hồi tưởng của chúng ta những ngày và những tuần nhẹ nhàng rơi vào những đơn vị trống rỗng và những năm giãn dần rồi tan biến khi già đi chúng ta thấy cuộc sống dường như chạy nhanh hơn bởi lúc ấy cuộc đời ít đáng nhớ đi nếu ghi nhớ là để trở thành con người thì ghi nhớ nhiều hơn làm ta càng người hơn ed nói hẳn có chút gì đó rất Peter Pan 7 trong cuộc truy tầm của Ed Hồng làm cuộc đời của mình đáng nhớ tối đa. Nhưng trong tất cả những gì mà người ta luôn ám ảnh phải có, thì ký ức cuộc đời cũng đâu phải mục tiêu phi lý nhất. Song có điều gì đó hợp lý một cách lạ kỳ. Có một câu đố triết học cũ dích thường được bàn tới trong các khóa học triết học dẫn nhập. Trong thế kỷ 19, các bác sĩ bắt đầu tự hỏi liệu những thuốc gây tê toàn thân họ tiêm cho các bệnh nhân có thực sự không khiến bệnh nhân rơi vào giấc ngủ sâu đến mức làm tê cứng các cơ và xóa bỏ ký ức về cuộc phẫu thuật hay không nếu có thì phải chăng các bác sĩ đã làm gì đó sai trái như câu cách ngôn về cái cây ngã xuống không ai nghe thấy nói một trải nghiệm đã xảy ra trong khi nó không hề được nhớ tới liệu có ý nghĩa gì hay không socrates nghĩ rằng cuộc đời chưa qua thử thách là cuộc đời không đáng sống vậy cuộc đời không được nhớ đến thì đáng giá hơn bao nhiêu phần lớn những gì khoa học biết về trí nhớ là do tìm hiểu từ một bộ não bị hủy hoại đáng kể như trường hợp ep một trường hợp mất trí nhớ khác là Henry Merlison. Gọi tắt là HM. Ông đã sống phần lớn đời mình trong nhà điều dưỡng ở Connecticut trước khi qua đời năm 2008. Những cá nhân trong tài liệu y khoa luôn được viết tắt để bảo vệ danh tính. Tên của HM được tiết lộ sau khi ông chết. Lúc còn bé. HM bị mắc chứng động kinh sau một tai nạn xe đạp năm lên 9 tuổi. Năm ông 27 tuổi. Mỗi tuần ông bị ngất đến mấy lần và không thể làm được gì nhiều. Một nhà phẫu thuật thần kinh tên William Scavin nghĩ ông ta có thể giảm nhẹ các triệu chứng của HM bằng một cuộc phẫu thuật thí nghiệm cắt bỏ phần của bộ não ông ta nghi là gây ra vấn đề năm 1953. Trong khi HM đang nằm tỉnh táo trên bàn mổ, da đầu của ông bị gây tê. Scavin khoan hai lỗ ngay phía trên mắt bệnh nhân. Nhà phẫu thuật dùng một dụng cụ nhỏ bằng kim loại nhấc thùy trước bộ não HM. Rồi dùng ống kim loại hút ra gần hết hồi hải mã. Cùng với phần lớn vùng não xung quanh thuộc thùy thái dương giữa ca phẫu thuật đã giảm số lần lên cơn động kinh của hm nhưng có một tác dụng phụ thê thảm người ta nhanh chóng thấy rõ là ông đã bị cướp mất trí nhớ trong năm thập kỷ tiếp theo hm là đối tượng của vô số thí nghiệm và trở thành bệnh nhân được nghiên cứu nhiều nhất trong lịch sử khoa học thần kinh xét tới hệ quả kinh hoàng từ cuộc phẫu thuật của scavin mọi người cho rằng hm là trường hợp duy nhất ep đã phá tan giả định đó điều scavin làm với hm bằng một cái ống kim loại được tự nhiên làm với ep bằng loài virus hsv đặt cạnh nhau hình ảnh mri đen trắng nổi hột chụp hai bộ não của họ giống nhau đến kỳ lạ dù tổn hại bộ não của ep có phần lớn hơn một chút Thậm chí nếu bạn không biết bộ não thường trông như thế nào, thì hai lỗ trống đối xứng vẫn cứ đập vào mắt bạn như hai hốc mắt sâu. Cũng như EP, HM có thể giữ lại những ký ức đủ lâu để hình thành được suy nghĩ về chúng. Nhưng một khi bộ não ông chuyển sang điều gì khác thì ông không bao giờ nhớ lại ký ức chứ trong một thí nghiệm nổi tiếng do nhà khoa học thần kinh người Canada Brenda Milner thực hiện. Bà đề nghị HM ghi nhớ số 584 càng lâu càng tốt. HM nói to khi ông ghi nhớ. Dễ lắm, chỉ cần nhớ 8. Thế đấy. 5, 8 và 4 cộng thành 17. Ta nhớ 8. Rồi lấy 17 trừ 8 còn 9. Tách 9 thành hai số. Ta có 4 và 5 và ta có 584. Dễ thôi. Ông tập trung vào câu thần chú tỉ mỉ này trong nhiều phút. Nhưng ngay khi ông bị phân tâm, con số biến mất. Ông không thể nhớ rằng mình được yêu cầu nhớ cái gì. Dù từ cuối thế kỷ 19 các nhà khoa học đã biết rằng có một sự khác biệt nhỏ giữa trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Giờ họ mới có bằng chứng nơi HM rằng hai dạng trí nhớ này nằm ở các phần khác nhau của bộ não. Và do mất gần hết hồi hải mã, HM không thể chuyển trí nhớ ngắn hạn thành dài hạn được. Từ trường hợp của HM các nhà nghiên cứu cũng biết thêm về một dạng ghi nhớ khác. Dù ông không thể nói bữa sáng ông đã ăn gì hay nêu tên tổng thống đương nhiệm, thì vẫn có một số điều ông có thể nhớ. Milner phát hiện ra rằng ông có thể học được các nhiệm vụ phức tạp mà thậm chí không nhận ra điều đó. Trong một nghiên cứu có tính bước ngoặt vào năm 1962, bà cho thấy rằng HM có thể học cách lần theo nét vẽ ngôi sao năm cánh trên mảnh giấy khi nhìn ảnh nó trong gương. Mỗi lần Milner giao nhiệm vụ này cho HM, ông đều bảo trước đây chưa bao giờ thử. Vậy mà, mỗi ngày bộ não lại giúp ông điều khiển bàn tay vẽ ngược hình trong gương thành thạo hơn. Dù mắc chứng quên, ông vẫn đang ghi nhớ. Những nghiên cứu sau này trên người mắc chứng quên, gồm cả thí nghiệm tiến hành với EP, đã cho thấy rằng những người này vẫn có khả năng học không cần ghi nhớ. Trong một thí nghiệm, Squire đưa cho EP một danh sách 24 từ để ghi nhớ. Như dự tính, trong vòng vài phút, EP không nhớ gì về những từ đó, thậm chí không nhớ là có bài tập hay không. Khi được hỏi ông đã thấy những từ này chưa? Ông trả lời đúng nửa số câu hỏi. Nhưng rồi Squire đặt EP ngồi trước một màn hình máy tính và cho ông thực hiện bài kiểm tra khác. Lần này, 48 từ thoát hiện trên màn hình. Mỗi hình chừng 25 mili giây. Đủ lâu để mắt có thể ghi nhận một số chữ, nhưng không phải toàn bộ. Để so sánh một cái chớp mắt xảy ra trong 100 đến 150 mili giây. Phần nửa số từ trên có trong danh sách mà EP đã đọc qua và quên và phần nửa là từ mới. Squire đã đề nghị EP đọc mỗi từ sau khi nó hiện ra trên màn hình. Ngạc nhiên thay, EP đọc những từ ông đã thấy lúc trước đúng hơn nhiều so với những từ mới dù ông không hồi tưởng lại chúng một cách có ý thức đâu đó trong những rãnh nếp của bộ não chúng đã để lại dấu ấn hiện tượng ghi nhớ vô thức này gọi là ghi nhớ sơ khai priming là bằng chứng về cả một thế giới ngầm thâm u của những ký ức ẩn náu dưới bề mặt những suy tư có ý thức của chúng ta dù vẫn còn bất đồng về việc có bao nhiêu hệ thống trí nhớ các nhà khoa học nhìn chung chia trí nhớ thành hai dạng trí nhớ hữu thức declarative và trí nhớ vô thức non declarative trí nhớ hữu thức là những gì bạn biết bạn nhớ như màu chiếc xe hay chuyện xảy ra chiều hôm qua ep và hm mất khả năng tạo trí nhớ hữu thức mới trí nhớ vô thức là những gì bạn biết do tiềm thức như cách lái xe hay cách vẽ hình trong khi nhìn vào gương hoặc nhận ra nghĩa một từ thoáng hiện trên màn hình máy tính những trí nhớ vô thức dường như không đi qua bước đệm trí nhớ ngắn hạn như trí nhớ hữu thức cũng không lệ thuộc vào hồi hải mã để được củng cố và lưu giữ chúng chủ yếu dựa vào những phần khác trong bộ não việc học cách lái xe máy chủ yếu diễn ra trong tiểu não học hỏi qua chi giác ở phần vỏ não việc học thói quen diễn ra ở hạch nền như trường hợp ep và hm đã chứng minh rõ rệt một phần bộ não có thể bị hủy hoại nhưng các phần còn lại vẫn hoạt động thực ra phần lớn những gì quyết định chúng ta là ai và chúng ta suy nghĩ thế nào phần cốt lõi tạo nên tính cách của chúng ta được hình thành ở trí nhớ vô thức không liên quan gì tới phần não ý thức đối với trí nhớ hữu thức các nhà tâm lý học lại chia thành trí nhớ ngữ nghĩa semantic hay trí nhớ về sự việc và khái niệm và trí nhớ thời đoạn episodic hay trí nhớ về trải nghiệm trong cuộc sống Việc nhớ rằng tôi đã ăn trứng vào bữa sáng là trí nhớ thời đoạn. Biết rằng bữa ăn sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Ấy là trí nhớ ngữ nghĩa. Trí nhớ thời đoạn được xác định theo không gian và thời gian. Chúng có ở địa điểm và thời gian gắn với chúng. Trí nhớ ngữ nghĩa nằm ngoài không gian và thời gian. Như những màu tri thức trôi tự do. Hai dạng trí nhớ này dường như sử dụng bộ não theo cách khác nhau. Và dựa vào các vùng khác nhau của bộ não. Dù cả hai đều phụ thuộc hoàn toàn vào hồi hải mã và các cấu trúc khác trong thùy thái dương giữa. EP đã mất cả hai dạng trí nhớ ở mức độ ngang bằng nhau. Nhưng kỳ lạ thay ông chỉ quên những gì xảy ra trong khoảng 60 năm trở lại đây. Trí nhớ của ông phai mờ dần theo đường dốc. Một trong nhiều bí ẩn của trí nhớ ấy là tại sao người mắc bệnh quên như EP có thể nhớ được thời điểm quả bom hạt nhân rơi xuống Hiroshima mà không nhớ sự kiện gần đây hơn là bức tường Berlin. Vì lý do nào đó còn chưa biết. Những ký ức gần đây nhất lại phai nhòa trước nhất ở hầu hết những người mắc chứng quên. Trong khi những ký ức xa xưa hơn lại vẫn hiện rõ. Hiện tượng này được gọi là luật Rebirth, đặt theo tên của nhà tâm lý học người Pháp ở thế kỷ 19. Người đầu tiên phát hiện ra nó. Và đây là hiện tượng cũng gặp ở các bệnh nhân Alzheimer. Nó gọi một điều sâu xa hơn. Rằng ký ức của chúng ta không phải là tĩnh khi ký ức già đi thì hình thái của nó thay đổi mỗi lần chúng ta nghĩ về một ký ức nào đó chúng ta lại gắn nó chặt hơn vào mạng lưới những ký ức khác và vì vậy làm nó ổn định hơn và ít có khả năng bị xóa hơn nhưng trong quá trình đó chúng ta cũng chuyển đổi trí nhớ và định hình lại nó đôi khi đến một mức độ mà ký ức về những sự kiện chỉ hao hao giống với điều thực tế xảy ra các nhà khoa học thần kinh mãi gần đây mới bắt đầu nhận thấy quá trình này xảy ra trong bộ não còn các nhà tâm lý học đã hiểu từ rất lâu rằng có sự khác biệt về chất giữa ký ức cũ và ký ức mới Sigmund Freud lần đầu tiên nhận thấy một sự việc kỳ lạ là những ký ức cũ hơn thường được nhớ lại như thể do một người thứ ba đang cầm chiếc máy ảnh chụp lấy. Trong khi những sự kiện gần đây hơn được nhớ lại qua con mắt người thứ nhất. Tưởng như những sự xảy ra với chúng ta chỉ đơn thuần là những sự việc nào đó đã xảy ra. Hay dường như theo thời gian, bộ não chuyển trí nhớ thời đoạn thành sự kiện một cách tự nhiên ở mức độ tế bào thần kinh. Quá trình này diễn ra thế nào vẫn còn là bí ẩn. Một giả thiết nhận được nhiều ủng hộ cho rằng trí nhớ của chúng ta có tính. Xê dịch. Trong khi hồi hải mã liên quan đến những thông tin ban đầu. Thì nội dung của chúng rốt cuộc được lưu giữ trong trí nhớ dài hạn trên vỏ não. Theo thời gian. Khi càng được ghé thăm và củng cố lại những ký ức trở nên vững bền đến mức khó mà xóa bỏ. Chúng được bọc chặt trong một mạng lưới những kết nối trên vỏ não cho phép chúng tồn tại độc lập với hồi hải mã. Tới đây lại nảy ra một câu hỏi nan giải. Những ký ức của EP từ năm 1950 trở lại đây bị xóa sạch khi sau virus ăn thủy thái dương hay chúng vẫn còn đó nhưng ông ấy không thể tiếp cận được loài virus đó đốt nửa ngôi nhà? Hay nó chỉ quảng đi chiếc chìa khóa? Không ai biết. Người ta cho rằng giấc ngủ đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình củng cố trí nhớ và tạo ra ý nghĩa từ chúng. Những con chuột mất một tiếng chạy quanh một tuyến đường thì khi ngủ chúng cũng chạy lại tuyến đường đó. Và trong khi ngủ chúng cũng thể hiện một kiểu phản ứng thần kinh như khi chúng khám phá mê cung lần đầu tiên. Có ý kiến cho rằng lý do giấc mơ của chúng ta thường như một tái kết hợp siêu thực những yếu tố rút ra từ đời sống là bởi chúng là sản phẩm phụ của những trải nghiệm đang dần được củng cố trong trí. Nhớ dài hạn. Ngồi cùng EP trên ghế trong phòng ông. Tôi tự hỏi ông còn mơ khi ngủ không? tất nhiên ông không biết được nhưng tôi vẫn hỏi xem ông nói gì liên tục ông bình thản nói dù câu trả lời của ông chắc hẳn là bốc phét nhưng những giấc mơ rất khó nhớ khi bước vào thế giới này tất cả chúng ta đều như những người mắc chứng quên và khi rời khỏi thế giới rất ít người ra đi trong đúng trạng thái đó một ngày nọ tôi hỏi đứa cháu ba tuổi của tôi về ngày sinh nhật thứ hai của nó dù sự kiện diễn ra gần một năm rồi những hồi tưởng của nó lại chính xác đến ngạc nhiên nó nhớ tên của người thanh niên chơi đàn guitar mua vui cho nó và bạn bè và có thể nhắc lại tên những bài chúng đã hát nó cũng nhớ bộ trống nhỏ tôi tặng nó làm quà nó nhớ đã ăn kem với bánh. Tuy nhiên, khoảng 10 năm nữa, gần như chắc chắn nó sẽ không nhớ gì những chuyện này. Trước tuổi lên 3 lên 4, gần như không có gì xảy ra với chúng ta để lại được dấu ấn lâu dài để có thể nhớ lại một cách có ý thức lúc ta trưởng thành. Tuổi trung bình mà người ta có ký ức sớm nhất là 3 tuổi rưỡi và đó thường là những mảnh hình ảnh lờ mờ sai lạc thật lạ là trong giai đoạn đó con người học nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đời khi người ta học đi và học nói và tìm hiểu thế giới nhưng có rất ít những điều đã học được nhớ một cách rõ ràng freud nghĩ rằng chứng quên ở trẻ con liên quan đến việc người lớn kìm nén những tưởng tượng tình dục thái quá vào đầu thời thơ ấu hành động đó chỉ trở nên đáng xấu hổ khi đứa bé lớn hơn tôi không chắc bạn có thể tìm được nhiều nhà tâm lý học vẫn còn bám víu vào diễn giải đó Lời giải thích khả dĩ hơn cho chứng quên thời trẻ con kỳ lạ này nằm ở chỗ bộ não của chúng ta trưởng thành nhanh chóng trong vài năm đầu đời. Những liên kết thần kinh không sử dụng sẽ bị gọt tỉa và những kết nối mới liên tục hình thành. Vỏ não chỉ phát triển toàn vẹn vào quãng năm 3 đến 4 tuổi. Vào thời gian đó, trẻ em bắt đầu lưu giữ trí nhớ vĩnh viễn. Tuy nhiên, ngành giải phẫu học chỉ có thể lý giải một phần câu chuyện khi là trẻ con chúng ta thiếu những hiểu biết để giải thích thế giới và liên hệ hiện tại với quá khứ không có trải nghiệm và có lẽ quan trọng nhất không có công cụ thiết yếu là ngôn ngữ trẻ con thiếu khả năng ghi dấu trí nhớ vào mạng lưới ý nghĩa để có thể tiếp cận về sau này trong đời những cấu trúc đó chỉ phát triển theo thời gian qua việc tiếp xúc với thế giới tri thức thiết yếu trong những năm đầu đời gần như hoàn toàn là trí nhớ ám thị hay còn gọi trí nhớ vô thức nói cách khác mọi người trên đời này đều từng có lúc trải nghiệm tình trạng của ep và giống như ep chúng ta đều quên hết những trải nghiệm đó là như thế nào Tôi tò mò xem trí nhớ tiềm ẩn vô thức của EP tác động thế nào nên tôi hỏi ông có muốn dẫn tôi đi bộ vòng quanh khu dân cư không. Ông bảo không muốn lắm, nên tôi chờ và hỏi ông lại vài phút sau. Lần này ông đồng ý. Chúng tôi bước ra của trước dưới ánh nắng chiều và rẽ phải. Quyết định của ông? Không phải tôi. Tôi hỏi EP tại sao không rẽ trái? chỉ là tôi không thích lối kia tôi cứ đi như thế thôi tôi không biết tại sao ông nói nếu tôi đề nghị ông vẽ sơ đồ lộ trình mà ông đi ít nhất ba lần một ngày hẳn ông sẽ không bao giờ làm được ông còn không biết địa chỉ nhà mình hay đường nào ra biển dù hầu như bất kỳ ai ở san diego cũng rõ nhưng sau nhiều năm đi bộ cùng trên một tuyến đường hành trình này đã khắc sâu vào vào tiềm thức của ông bây giờ vợ ông bà beverly đã để ông ra ngoài một mình dù một lần rẽ sai cũng khiến ông hoàn toàn lạc đường đôi khi ông quay về nhà với những vật ông tìm được dọc đường một nắm đá cuội một chú chó con ví của ai đó ông không bao giờ có thể giải thích làm thế nào ông có nó hàng xóm chúng tôi yêu mến ông bởi ông cứ thế đến chỗ họ và trò chuyện rất tự nhiên beverly bảo tôi dù ông coi mỗi lần đều là lần đầu gặp họ qua thói quen ông biết được rằng có thể yên tâm và thoải mái với những người này và ông diễn giải những cảm xúc vô thức về sự dễ chịu thành lý do thuyết phục đủ khiến ông dừng chân và nói lời chào việc ep biết phải quý mến những người hàng xóm dù không bao giờ nhận ra họ là ai đã chỉ ra nhiều hoạt động cơ bản hàng ngày được định hướng bởi những giá trị và xét đoán tiềm ẩn không liên quan đến trí nhớ hữu thức tôi tự hỏi còn điều gì khác ep học được từ thói quen Đâu là những trí nhớ vô thức khác đã tiếp tục hình thành trong ông hơn 15 năm qua. Kể từ khi ông mất trí nhớ hữu thức. Chắc chắn, ông vẫn có ham muốn và sợ hãi. Có cảm xúc và khát khao. Dù sự hồi tưởng có ý thức về những cảm xúc đó thoảng qua nhanh đến nỗi ông không thể nhận ra đủ lâu để nói thành lời. Tôi nghĩ đến mình 15 năm trước và bao nhiêu thay đổi trong thời gian đó con người tôi ngày nay và con người tôi đã tồn tại lúc trước nếu đặt cạnh nhau trông khá giống nhau nhưng chúng tôi là một tập hợp những phân tử hoàn toàn khác nhau với đường viền chân tóc và vòng bụng khác nhau và có khi hầu như chẳng có điểm chung nào ngoài cái tên điều ràng buộc con người kia với con người này của tôi điều cho tôi giữ ảo tưởng rằng có sự liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác từ năm này sang năm khác ấy là sự ổn định tương đối nhưng không ngừng dần dần biến đổi ngay trung tâm sự tồn tại của tôi gọi đó là linh hồn là ngã hay một sản phẩm phụ xuất hiện giữa mạng lưới thần kinh nhưng dù bạn có gọi nó là gì thì yếu tố liên tục hoàn toàn phụ thuộc vào trí nhớ dù chúng ta hoàn toàn phó mặc cho trí nhớ trong việc hình thành căn tính thì rõ ràng ep vẫn không hề là một sinh linh vô hồn bất chấp mọi thứ ông đánh mắt ông vẫn là một con người có tính cách riêng mà còn thực sự là một cá tính hấp dẫn với một thế giới quan độc đáo Dẫu một loại virus đã xóa sạch trí nhớ của ông, thì nó không xóa sạch cái phần người của ông. Nó chỉ bỏ lại cái ngã tĩnh tại. Trống rỗng, không bao giờ có thể phát triển hay thay đổi được nữa. Chúng tôi băng qua đường, rời xa bà Beverly và cô Carol. Giờ chỉ còn tôi ở riêng với EP lần đầu tiên. Ông không biết tôi là ai hay tôi ở bên cạnh ông làm gì dù dường như ông cảm thấy tôi ở đây vì thiện ý ông nhìn tôi mím môi và tôi có thể thấy ông đang tìm điều gì muốn nói thay vì cố lấp sự yên lặng trống trải tôi nấn ná một lúc xem sự khó chịu này dẫn đến đâu tôi đồ rằng mình đang hy vọng ông thoáng nhận ra tình huống kỳ cục này như câu chuyện không có một lời mở đầu nhưng ông không hề nhận ra như vậy. Hay nếu có thì EP không bao giờ để lộ ra cả. Tôi nhận ra ông bị mắc kẹt trong con ác mộng hiện sinh tột cùng. Hoàn toàn mù mờ trước thực tế ông đang sống. Rồi cơn bốc đồng thúc đẩy tôi giúp ông thoát ra. Dù chỉ trong một giây. Tôi muốn nắm cánh tay mà lay ông. Ông bị rối loạn suy giảm trí nhớ hiếm gặp. Tôi muốn bảo ông thế. Ông đã mất ký ức 50 năm qua. Chưa đầy một phút nữa. Ông sẽ quên rằng cuộc trò chuyện này từng xảy ra. Tôi tưởng tượng nỗi kinh hoàng đổ xuống đầu ông. Sự minh mẫn thoáng chốc. Sự trống trải rộng hoác vụt mở ra trước mặt ông rồi đóng lại cũng nhanh như thế. Rồi một chiếc xe chạy qua hay một tiếng chim kêu có thể kéo ông lại quả bóng lãng quên bao bọc lấy ông nhưng tất nhiên tôi không làm như vậy chúng ta đi khá xa rồi tôi bảo ông và chỉ về hướng chúng tôi đã ra đi chúng tôi quay lại và bước dọc xuống con phố ông đã quên tên đi qua người hàng xóm đang vẫy tay mà ông không nhận ra về ngôi nhà mà ông không biết trước căn nhà đỗ chiếc xe ô tô cửa kính màu chúng tôi quay sang nhìn bóng mình trong gương Tôi hỏi EP ông thấy gì? Một ông già, ông bảo, thế thôi.